Cùng nhau phát triển vững mạnh là chủ đề mà 700 doanh nhân trên khắp cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã tham gia thảo luận tại sự kiện Hội ngộ đỉnh cao 2020 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện thường niên của Tổ chức Kết nối Thương mại Toàn cầu Việt Nam BRI nhằm quy tụ cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước cùng giao lưu, kết nối cơ hội kinh doanh và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn. Trước thực trạng hiện nay với số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số, cách thức kinh doanh còn ở mức tự phát và chưa có hệ thống. Vì vậy đây sẽ là nơi giúp hệ thống hóa và thay đổi cách kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong thời gian qua, BRI Việt Nam đã huấn luyện phương pháp và sử dụng hệ thống toàn cầu nhằm tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho các doanh nghiệp thành viên để tăng doanh thu và lợi nhuận.